Phó Tổng thống Hoa Kỳ nói rằng khu vực phòng không mới của Trung Quốc đã tạo căng thẳng trong khu vực, tin từ Bắc Kinh. Phó Tổng thống Hoa Kỳ ông Joe Biden hôm nay đã nói rằng công bố gần đây của Trung Quốc về một khu vực xác định phòng không trên biển Hoa Đông đã gây ra nhiều lo âu trong khu vực, và ông đã rất thẳng thắn về lập trường cứng rắn của Hoa Kỳ về vấn đề này trong các cuộc đàm phán tại Bắc Kinh. Ông Biden đã có khoảng 5 giờ đồng hồ thảo luận với Chủ tịch Tập Cận Bình vào ngày hôm qua, với cả hai nhà lãnh đạo đã trình bày quan điểm của họ về một vấn đề đang làm lo lắng các nước trong khu vực Đông Á. Tuyên bố của Bắc Kinh về khu vực phòng không có kích thước bằng 2/3 nước Anh, bao gồm các hòn đảo tranh chấp với Nhật Bản, đã gây ra các phản đối từ Hoa Kỳ, Nhật Bản và Nam Hàn. Ông Biden nói, Hoa Thịnh Đốn rất quan tâm đến vấn đề này bởi vì Hoa Kỳ có những lợi ích rất cao ở châu Á, bởi vì Hoa Kỳ vẫn là một quyền lực ngoại giao về kinh tế và quân sự ở Thái Bình Dương. Ông Biden sau đó đã kêu gọi hợp tác thiết thực và giải quyết sự khác biệt để đạt đến sự thịnh vượng trong khu vực. Đáp lại lời bình luận của Phó Tổng thống Hoa Kỳ, Bộ Ngoại giao Trung Quốc nói rằng ông Biden đã được cho biết là khu vực phòng không này được thiết lập phù hợp với luật pháp quốc tế và Hoa Kỳ nên tôn trọng nó.